Ngày 29 tháng 11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án tham ô tài sản, rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức. Trong vụ án này, ông Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức và Nguyễn Văn Lợi, giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm, cùng bị truy tố về hai tội tham ô tài sản và rửa tiền. Là bị cáo đầu tiên bước lên bục khai báo, Nguyễn Văn Lợi thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Ông Lợi cho biết trước đây mở tiệm rửa xe ở quận Bình Thạnh rồi quen biết ông Quân. Sau đó ông Lợi được ông Quân nhận vào làm cho công ty Ngọc Đạo do Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ ông Quân, là người đại diện. Sau đó ông Lợi được ông Quân chỉ đạo thành lập, quản lý 4 công ty. Công ty Ngọc Đạo, công ty Nguyễn Tâm, công ty Thanh Vương Sài Gòn và công ty Trung Dung. Mục đích hoạt động của các công ty này là để mua bán vật tư y tế vào Bệnh viện Thủ Đức. Ông Lợi khai khi các hãng sản xuất chào hàng bán cho một trong 4 công ty trên, các công ty này tiếp tục ký hợp đồng mua bán lồng vòng để nâng khống giá lên từ 30% đến 50%. Sau đó, ông Quân chỉ đạo ông Lợi sử dụng 3 công ty trong nhóm 4 công ty do ông Lợi để nộp hồ sơ dự thầu với giá máy móc thiết bị đã được nâng khống. Khi làm hồ sơ, ông Lợi chỉ đạo cấp dưới cố tình làm một hồ sơ tốt hơn 2 hồ sơ còn lại, mục đích để một công ty trúng thầu. Sau khi trúng thầu và được bệnh viện thanh toán tiền cho công ty trúng thầu, ông Lợi chuyển tiền cho vợ chồng ông Quân sử dụng cá nhân, mua biệt thự, mua đất, mua xe. Tại tòa, bị cáo Lợi khẳng định không hưởng lợi gì từ việc gian lận thầu. Khi chủ tọa hỏi lý do làm những việc trên cho ông Quân, thì ông Lợi cho biết chỉ làm công ăn lương với mức lương 40 triệu đồng một tháng do ông Quân trả.